Chào mừng các bạn đến với khóa học ôn thi công chức hành chính sự nghiệp chuyên sâu, nhằm giúp các bạn có thời gian ôn thi công chức hành chính sự nghiệp, nắm chắc xử lý tốt các phần thi. Duy nhất Trung tâm Kế toán Việt Hưng sở hữu các đội ngũ giáo viên hành chính sự nghiệp lâu năm, kinh nghiệm vừa thực tế, vừa có kỹ năng sư phạm, trực tiếp dạy một kèm một, ôn luyện, trao chuốt giải đáp mọi đề thi, cũng như tình huống thực tế sẽ gặp phải trong quá trình hoàn thiện các phần thi. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung của khóa học ôn thi công chức hành chính sự nghiệp, bao gồm các nội dung ở phần hình thức thi sẽ là thi trách nhiệm và vấn đáp, tập trung vào các vấn đề liên quan đến luật kế toán nhà nước, luật ngân sách nhà nước, luật cán bộ công chức viên chức và các quy định riêng của địa phương tổ chức thi tuyển. Các hình thức ôn thi công chức hành chính sự nghiệp bao gồm tổng hợp các kiến thức tổng quát tất cả các luật có liên quan để cho các bạn nắm rõ được các nội dung trọng tâm, cung cấp hệ thống câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chuyên ngành. Các bạn sẽ được làm thử một bộ câu hỏi trắc nghiệm một số đơn vị tổ chức thi của các năm trước, cung cấp các hệ thống bài tập kế toán hành chính sự nghiệp, hướng dẫn thực hiện làm bài tập, cung cấp các hệ thống câu hỏi vấn đáp, hướng dẫn trả lời để tạo ấn tượng tốt cho hội đồng tuyển thi. Về nội dung khóa học, hướng dẫn cho các bạn các nội dung chính cần biết trong các thông tư, áp dụng thông tư 107 đối với chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, áp dụng thông tư 40 đối với chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, áp dụng thông tư 324 quy định về mục lục ngân sách nhà nước, bao gồm Nghị định 11 năm 2020 và Thông tư 62 năm 2020, hướng dẫn các nội dung chi tiết về nguyên lý, khái quát chung về kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư hành chính, kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, kế toán công cụ, kế toán tài sản cố định, điểm khác biệt giữa việc quản lý tài sản cố định và kế toán thanh toán, khoản phải thu và các khoản thanh toán, và kế toán liên quan đến các loại nguồn kinh phí, bao gồm kế toán các khoản kinh phí, các khoản chi thường xuyên, các khoản chi phí không thường xuyên và các khoản chi dự án, là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học ôn thi công chức hành chính sự nghiệp chuyên sâu. Ở khóa học này, các bạn sẽ được lựa chọn hình thức học online, một giáo viên kèm một học viên, học trên đề thi online của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Trang web ketoanviethung.com, các bạn sẽ tìm kiếm đến giáo trình kế toán, chọn kế toán hành chính sự nghiệp, chọn đến khóa ôn thi công chức. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.